Chào các bạn. Người dân đổ về trung tâm London để biểu tình cuộc phong tỏa lên đến hàng triệu người và rất là đông. Hôm nay là mình chia sẻ cho các bạn xem những cuộc biểu tình chống phong tỏa để mà cuộc biểu tình này là lớn nhất từ trước đến đến nay, cuộc biểu tình phong tỏa. Và người dân ở đây lên hàng triệu người mà tất cả mọi người là không có một người nào đeo khẩu trang. Và hiện tại thì ở đây là ngày có 5-6 nghìn người nhiễm bệnh và hơn 1 nghìn người chết, nhưng mà người dân ở đây người ta vẫn đi biểu tình chống phong tỏa để cho đi làm lại. Và đặc biệt ở đây người dân là không có một người nào đeo khẩu trang. Mấy triệu người đi biểu tình nhưng mà mình không thấy có người nào đeo khẩu trang. Và đây tất cả mình sẽ quay toàn cảnh biểu tình cho các bạn xem và mình chia sẻ cho các bạn xem cuộc biểu tình này nó diễn ra ở nước Anh. Oh.
nhiều. Cái này chắc lại lúc giao tiếp rồi. Tình trạng này chỉ phủ lại cấm không cho đi làm. Vài trăm nghìn người này. Nghìn người đang biểu tình. Chống lúc đau thank you.
tiếp rồi. Tình trạng này thì cũng lại cấm trung tâm đi làm. Vài trăm nghìn người rồi. I'm welcome. Hey.
tâm của London. Hàng triệu người đổ về đây để biểu tình chống lockdown. Thì cuộc biểu tình này là lớn nhất từ trước đến giờ của nước Anh. Và hàng triệu người đổ về trung tâm để lockdown. Cuộc biểu tình này là lâu nhất không được đi làm của bên Anh Quốc. Cho nên là bây giờ người ta biểu tình đòi đi làm để thời gian đang quá lâu. Rất là đông. Đây là cuộc biểu tình rất là đông. Thank you.
100.000 người đang biểu tình. Chống lockdown ấy.